Bạn bè lừa nhau. Ôi, đi đứng thế à? Ôi, tôi xin lỗi anh. Tôi đang có công việc gấp nên người nhà đánh xe ẩu quá. Anh có sao không? Đừng tưởng là người có tiền mà đi đứng ngang ngược thế nào cũng được nhé. Anh đền đóng khoai đi. 5,0. Tôi đây, 2 đây mà. Anh 2 ư? Thật không ngờ anh khác quá, ra dáng người có tiền quá rồi. Mới không gặp nhau có mấy năm mà sao không thể nào nhận ra. Ôi, anh cứ nói quá lên. Tôi cũng nhờ buôn bán làm ăn mới khá lên được một tí. Thế giờ anh làm gì? Thì vẫn ở nhà trông vào mảnh ruộng, trồng ít lúa khoai ấy mà. Thế thì khó khăn lắm. Hay là tôi bảo này, nếu anh không ngại, tôi bày cách, anh mà nghe theo có thể khá hơn đấy. Cách gì thế? Dạo này người ta buôn bán sơn rất tốt. Hay là anh trồng sơn mà bán? Trồng cây sơn, mà trồng rồi làm sao nữa, biết bán cho ai? Nếu anh trồng được, tôi sẽ giúp anh tiêu thụ. Chỗ bạn bè, tôi chỉ mong anh thoát nghèo, đỡ vất vả thôi. Cùng chỗ bạn bè mà nhìn người ta giàu có, mình thì quanh năm nghèo khổ, bám mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thôi cứ thử một phen xem sao. Nhưng tôi chưa nghe về loại cây này bao giờ. Đây là cây sơn, mình thu nhựa để bán cho thương lái. Họ sẽ pha chế thành sơn mài, sơn khảm. Nó dễ sống với đất đồi ở đây. Tôi sẽ chỉ bảo cho anh cách trồng nhé. Mình ơi, mình đi bán khoai cơ mà. Xe ngựa ở đâu mà dắt về thế này? Đây là cây sơn. Hôm nay xuống thị trấn, tôi gặp anh hai. Anh ấy nói lúc này buôn bán sơn đang được giá. Nếu mình chăm chỉ, chịu khó trồng cây lấy nhựa, chẳng mấy chốc sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng ruộng nhà mình đang trồng đổ thế này, mà trồng nó thì lấy gì mà ăn? Thế mới phải tính. Thật là đàn bà không biết trước biết sau. Nhổ hết đổ lên mà trồng sơn, cơ hội đổi đời trước mắt mà không biết nắm lấy. Tôi đã hỏi kỹ càng hết rồi. Ông bà ta đã nói không ai khó ba đời. Lần này tôi quyết tâm làm lại để cho mình mở mày mở mặt. Chả phụ công mình vất vả thức khuya dậy sớm. Cứ đà này, chả mấy chốc mình sẽ thu hoạch được thôi. Một thời gian sau. Đây là tiền tôi trả cho anh. Đã trừ hết tiền mua giống cây ban đầu. Nhựa cây sơn nhà mình tốt lắm, hàng chất lượng cao đấy. Anh cũng nên nghĩ cách mở rộng ruộng ra hơn nữa đi thôi. Giờ đây anh cũng trở thành mối sơn có tiếng rồi đấy. Cũng là nhờ anh cả, cảm ơn anh. Anh hai khen đợt này sơn tốt đấy mình ạ. Tôi phải mua thêm ít phân bón cho cây mới được. Này, xưa nay mình chỉ bán sơn cho anh hai thôi. Anh trả sao biết vậy? Chẳng biết giá cả thế nào. Có khi ở ngoài người ta còn mua sơn đắt hơn nữa đấy. Mình nói lạ thế. Xưa nay vợ chồng mình toàn bán sơn cho anh hai thôi mà. Cơ mà tôi nghe nói trên kinh thành người ta bán sơn dễ dàng lắm. Hay mình thử đem đến đó bán. Tôi còn nghe nói có thể nấu lá sơn thành cao, rồi dùng cao trộn vào sơn để bán. Bán như thế có thể lãi được gấp mấy lần mà người ta khó có thể phát hiện được. Mình tính xem, hay mình cũng làm theo họ xem. Mình nói cũng phải, chắc chả lại làm ăn chân thật như mình. Cứ chờ ít sơn nhỏ này thì đến bao giờ. Được, chúng ta làm thử xem sao. Đúng là sơn loại tốt. Chúng tôi sẽ trả anh giá cao nhất. Anh cứ đóng thùng dán niêm phong thật kỹ, rồi lát chúng tôi sẽ cho người tới lấy. Cứ mỗi thùng lại cho lấy một ít. Cao sơn nấu bằng lá cũng chẳng khác là mấy. Họ chẳng phát hiện ra được đâu mình ạ. Xong việc, mình lại dán niêm phong lại như lúc ban đầu. Khoan đã, tôi muốn kiểm tra một chút. Vẫn là những thùng sơn lúc các anh kiểm tra, có khác gì đâu. Để tôi đưa lên xe cho đỡ mất thời gian. Dấu vết niêm phong có dấu vết bị tróc, hơn nữa lại bị cứng lại như vô tình bị dính một lớp sơn rất trong.
Hơn nữa, sơn ở trong thùng đã bị pha loãng hơn so với ban đầu. Chúng tôi biết tiếng anh buôn bán với anh hai nên mới tin tưởng anh. Không ngờ anh lại làm ăn như thế. Xin bỏ qua cho. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Xin hãy cho tôi cơ hội sửa sai. Người buôn bán cần phải thành thật, phải giữ chữ tín. Chất lượng hàng hóa không thể lừa người được. Cũng may là tôi chưa mang thùng sơn này đi bán. Nếu không, tất cả khách hàng sẽ không còn tin tôi và quay lại với tôi nữa. Tôi chỉ pha có vài thùng thôi. Xin các anh kiểm tra lại cho. Các thùng khác vẫn y nguyên như lúc ban đầu. Một lần bất tín, vạn sự bất tín. Giờ anh không thể lấy lại niềm tin của tôi. Và chắc chắn sẽ không còn bất cứ người lái buôn nào đến đây và lấy hàng của anh nữa. Trời ơi, chỉ vì tham chút lợi nhuận mà đánh mất cả uy tín. Thế này thì sao còn làm ăn thế nào đây? Những thùng sơn được pha loãng thế này sẽ bị biến mất và hỏng hết mất thôi. Bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Trời ơi là trời, tham thì thâm. Tình bạn trong lúc hoạn nạn. Đi cả ngày trời mà không kiếm được gỗ, có lẽ ngày mai phải đi xa hơn mới được. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! À! Anh không sao chứ? May là tôi ra tay kịp. Thì ra anh là người cứu tôi. Ơn này, tôi nguyện kết cỏ ngậm vành. Không có gì, anh hãy đứng dậy cho. Tôi Lý Tứ, người làng Thượng. Tôi Lê Bình, người làng Hạ. Nguyện kết nghĩa anh em, từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ ra tay giúp đỡ. Chúng ta sẽ mãi là anh em tốt của nhau. Nhất định là thế rồi. Mình, sao mình lại ngồi đây khóc thế này? Mình chưa biết gì sao. Làng mình có yêu quái đấy. Yêu quái? Con yêu quái này khủng khiếp lắm. Trưởng làng đã cho bao nhiêu quân đi giết nó mà không được. Ông ấy đã phải dùng cách đàm phán với nó, rằng mỗi tháng sẽ cúng nạp cho nó một người đàn ông, và nó sẽ không làm hại những người khác nữa. Mỗi tháng một người ư? Ai là người đầu tiên phải đi chứ? Họ rút thăm, và người phải nộp mạng trong tháng này chính là mình. Là tôi ư? Không thể thế được. Tôi không muốn chết. Tôi cũng không muốn thế. Mình ơi, mình đừng lo, tôi đã có cách rồi. Nhận được tin của anh, em vội lên đường tới thăm anh ngay. Hôm nay anh cũng chuẩn bị rất nhiều món, em cứ tự nhiên dùng nhé. Anh làm sao thế? Sao còn không nâng ly? Thật ra lần này mời em tới chơi là có việc muốn được nhờ cậy. Chẳng hay có việc gì cần em giúp đỡ, xin anh cứ nói cho. Làng cắt viên cho anh đi canh miếu thờ, ngặt vì vợ anh đang ốm, mong em chịu khó đi thay anh một đêm. Được, em sẽ đi thay anh. Anh đừng lo. Ôi, cảm ơn em. Miếu thờ đây rồi. Sao bỗng dưng gió thổi mạnh thế nhỉ? Trời, yêu quái. Lê Bình, Lê Bình ơi. Tiếng ai nghe như của Lý Tứ vậy? Chẳng phải hắn đã vào rừng làm mồi cho yêu quái rồi sao? Hay là hắn bị yêu quái ăn thịt rồi, giờ hiện hồn về trả thù vợ chồng mình? Lê Bình ơi, em Lý Tứ đây này. Em ơi, em có sống hồn chết thiên thì hãy siêu thoát. Đừng về đây hỏi tội vợ chồng anh. Tất cả là do con yêu quái đó. Hóa ra vợ chồng họ đã biết có yêu quái, nhưng vẫn đang tâm lừa mình đến chỗ chết. Thì ra các người dám lừa ta. Trời, Lý Tứ, em vẫn còn sống sao? Lê Bình, ta đã từng cứu sống ngươi rồi kết nghĩa anh em. Ta luôn coi ngươi như anh trai.
Vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế sao? Không, không phải. Ngươi không ngờ ta không những không chết mà còn mang được đầu yêu quái về đúng không? Hồ ly tinh bị em giết rồi ư? Anh sai rồi, xin em đừng giận. Đừng gọi ta là em. Ta không có người anh em nào như ngươi. Lấy oán báo ơn. Xin hãy tha mạng. Xin hãy tha mạng. Lưỡi rìu này đã chặt đứt lời thề năm xưa. Những kẻ bất nghĩa như các ngươi sẽ không bao giờ có bạn. Hai thiên thần. Sắp tới mùa xuân, vạn vật đều cần thay áo mới. Thiên thần nào may được áo đẹp nhất, ta sẽ trọng thưởng cho một cây kim vàng. Thời hạn nộp sản phẩm là một tháng. Chúng thần tuân lệnh. Thiên thần bóng tối và thiên thần ánh sáng, áo của hai khanh nổi bật nhất. Các khanh thử nói cho trẫm nghe xem, ý nghĩa của màu sắc mà các khanh dùng cho chiếc áo là gì? Thưa Thượng Đế, thần dùng hai màu đen và đỏ để may áo, vì hai màu này tương phản nhau, khi đi cùng nhau sẽ rất nổi bật. Đúng là rất nổi bật. Còn thiên thần ánh sáng, vì sao áo của khanh có tới 7 màu vậy? Thưa Thượng Đế, thần làm ra 7 màu áo, vì tiếc chỗ len Thượng Đế ban cho. Thần nghĩ có 7 màu len mà chỉ đan một màu thôi thì thật phí. Quan trọng là may sao cho đẹp, chứ có phải may sao cho tiết kiệm và không lãng phí đâu. Mỗi một sợi len được dệt lên cũng đều thấm đượm công lao của người làm ra nó. Thần nghĩ không bỏ phí chỗ len nào chính là trân trọng giá trị sức lao động. Ta nghĩ thiên thần ánh sáng nói đúng. Hơn nữa, chiếc áo 7 màu của thiên thần ánh sáng cũng rất đẹp. Thiên thần ánh sáng rất xứng đáng nhận được cây kim vàng. Đội ơn Thượng Đế. Ta không thể để thiên thần ánh sáng cứ thế dễ dàng lấy được cảm tình của Thượng Đế. Chúng ta phải nghĩ cách. Ngươi phải theo sát thiên thần ánh sáng. Chỉ cần nàng ta mắc sai lầm, chúng ta tát nước theo mưa là đủ. Dạ, thưa chủ nhân. Bẩm Thượng Đế, thiên thần ánh sáng đã dùng cây kim vàng của người ban tặng để giết chết linh hồn của các loài cây rồi. Đây là vật chứng ạ. Thiên thần ánh sáng, ta không ngờ ngươi lại xấu xa như vậy. Ta ban lệnh giam thiên thần ánh sáng mãi mãi dưới động ánh sáng để sám hối. Xe bị hỏng rồi, làm thế nào bây giờ? Hả? Trời, lốc xoáy! Ôi! Trời ơi, sáng quá, chói quá, ta chết mất. Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Là ngươi đó ư? Thiên thần ánh sáng. Đúng, là ta. Ngươi đã bị rơi xuống hang ánh sáng. Ngươi sẽ bị ánh sáng và hơi ấm xâm nhập và phá hủy. Ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Trời ơi, không. Xin hãy cứu tôi. Hãy cứu tôi. Nếu ta bỏ mặc cô ta, chẳng phải ta cũng chỉ là một kẻ giết người như cô ta sao? Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã bỏ qua hận thù để tha chết cho ta. Giờ ngươi đã lấy lại được sinh khí,
có thể bay về vương quốc của ngươi rồi. Cảm ơn nàng vì lòng tốt và sự độ lượng. Quả là so với tấm lòng vị tha của nàng, ta thấy ta quá nhỏ nhen. Vì ta mà hơn một năm qua nàng bị lưu đày ở cái hang này. Giờ ta sẽ lên gặp Thượng Đế và nhận mọi lỗi lầm. Ta sẽ bị trừng phạt. Khoan đã, ta tin Thượng Đế sẽ tha ân xá cho nàng, và ta cũng sẽ cầu xin người tha thứ. Cảm ơn nàng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.